Bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ giúp khách hàng kinh doanh spa thành công hơn. Hơn 8 năm hình thành và phát triển với độ thăng trầm, bên Mỹ hiện đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp trọn gói giải pháp spa. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ. Các số liệu thống kê kinh tế cho thấy, tại những nước phát triển, vốn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển liên tục gia tăng, thường chiếm trên 2% GDP. Thực tế, nghiên cứu và phát triển là hoạt động không thể thiếu ở bất cứ doanh nghiệp trong bất kỳ ngành nghề nào. Tuy nhiên, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức. Phần lớn hoạt động nghiên cứu và phát triển do chính phủ, các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các trường đại học thực hiện. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực còn mới mẻ như ngành spa, ngay từ những ngày đầu thành lập, bên Mỹ đã chú trọng đầu tư và dành nhiều tâm huyết cho bộ phận này. Bạn biết gì về bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ? Phòng nghiên cứu và phát triển bên Mỹ là một trong những phòng ban trầm mặc nhất trong công ty. Hầu hết cán bộ nhân viên tại đây thường cắm cúi vào làm việc nghiên cứu. Đôi khi, sự hào hứng nhộn nhịp đang tỏa khắp căn phòng khi ai đó bất chợt nảy sinh một ý tưởng đột phá. Khối lượng công việc lớn, sản phẩm mới về thường xuyên nhưng chưa bao giờ có nhân viên kêu ca phàn nàn. Đó là bởi họ đam mê và hứng khởi với vô vàn tri thức mới mà công việc này đem lại. Nhiệm vụ chính của phòng nghiên cứu và phát triển bên Mỹ là nghiên cứu đặc tính sản phẩm, mỹ phẩm, nghiên cứu nguyên lý hoạt động, công dụng, tính năng của máy thẩm mỹ, thiết bị spa, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, nghiên cứu và phát triển quy trình dịch vụ mới. Các hoạt động này giúp bên Mỹ đưa ra chiến lược phân phối phẩm an toàn và phù hợp với thị trường Việt Nam. Đồng thời, chủ đầu tư, quý khách hàng của bên Mỹ sẽ được cung cấp thông tin, kiến thức và cách sử dụng sản phẩm, máy móc chính xác và hiệu quả nhất. Bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ giúp spa hiểu sâu và rộng tính năng của các sản phẩm, máy thẩm mỹ, thiết bị spa. Như các bạn cũng biết, đặc thù của ngành spa là dịch vụ chăm sóc, trị liệu trực tiếp lên cơ thể con người. Tuy nhiên, hầu hết các dụng cụ, trang thiết bị, sản phẩm liên quan chúng ta đều phải nhập khẩu hoặc sử dụng công nghệ của các nước tiên tiến. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta biết được mỹ phẩm, thiết bị công nghệ cao mà những nước này sản xuất có an toàn với cơ địa của người Việt Nam hay không? Và làm thế nào để sử dụng chúng phù hợp nhất cho những đối tượng khác nhau? Chính vì nỗi băn khoăn trên, trước khi phân phối rộng rãi bất cứ sản phẩm nào, bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu các tính năng, hiệu quả trị liệu và kiểm chứng mức độ an toàn đối với cơ thể người Việt. Nhờ những hoạt động này, hướng dẫn sử dụng của bên Mỹ thường đầy đủ thông tin và chi tiết hơn hẳn các doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ luôn sẵn sàng tư vấn cho các spa và khách hàng cơ chế hoạt động, cách sử dụng, giải pháp trị liệu và cách xử lý tình huống phát sinh của từng loại thiết bị, máy thẩm mỹ, mỹ phẩm spa mà chúng tôi kinh doanh. Bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ cung cấp cho các spa quy trình dịch vụ tối ưu nhất cả về hiệu quả, trị liệu lẫn kinh tế. Có thể nói, dịch vụ là yếu tố quan trọng nhất tạo nên lợi thế cạnh tranh của một spa trên thị trường. Vì vậy, ngay khi hiểu rõ về sản phẩm, công nghệ, bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ lập tức bắt tay vào nghiên cứu và phát triển quy trình dịch vụ spa mới. Đến nay, mỗi loại máy thẩm mỹ tại bên Mỹ đều có nhiều hơn 2 quy trình dịch vụ spa đi kèm. Chưa kể hàng năm, bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ còn cho ra đời những quy trình kết hợp giữa hai hay nhiều loại thiết bị spa hoặc giữa máy thẩm mỹ với sản phẩm spa và mỹ phẩm. Mỗi quy trình dịch vụ tại bên Mỹ trước khi chuyển giao cho các spa đều đã vượt qua những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của công ty. Từ khi bộ phận nghiên cứu và phát triển đề xuất ý tưởng cho đến khi hoàn thiện quy trình phải trải qua rất nhiều thực nghiệm. Những thực nghiệm này cho phép nhân viên nghiên cứu và phát triển tính toán chính xác mức độ an toàn, tác động trị liệu, hiệu năng sử dụng máy thẩm mỹ, thiết bị spa và lượng mỹ phẩm, sản phẩm cần thiết cho từng liệu trình. Qua những đánh giá cụ thể, bên Mỹ sẽ lựa chọn những quy trình đảm bảo hiệu quả trị liệu và hiệu quả kinh tế tối ưu cho khách hàng. Từ năm 2006 đến nay, nghiên cứu và phát triển bên Mỹ đã trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ hàng ngàn spa kinh doanh thành công. Hoạt động trong lĩnh vực spa từ năm 2006, bên Mỹ đã có những đóng góp nhất định trong quá trình phát triển của ngành
spa và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sắc đẹp tại nhà trên lãnh thổ Việt Nam. Năm 2009, Vinh Mỹ Hân Hạnh được Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn là một trong 18 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ làm đẹp. Đây là lực giúp Vinh Mỹ mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp trọn gói từ thiết kế, thi công, lắp đặt, cung cấp trang thiết bị, máy thẩm mỹ, sản phẩm spa, mỹ phẩm đến đào tạo, tư vấn kinh doanh spa. Được sự tin tưởng từ quý khách hàng, từ năm 2006 đến nay, Vinh Mỹ đã hỗ trợ hàng ngàn chủ đầu tư kinh doanh spa thành công, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận nghiên cứu và phát triển Vinh Mỹ. Mỗi tháng, bộ phận nghiên cứu và phát triển Vinh Mỹ đều cố gắng đưa ra một quy trình dịch vụ mới nhằm nâng cấp, được ứng dụng rộng rãi tại nhiều spa trên cả nước. Những dịch vụ này luôn theo sát trào lưu thẩm mỹ thế giới, đáp ứng nhu cầu của spa và người dùng, thúc đẩy spa Việt Nam ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, hàng ngàn đánh giá về sản phẩm, thiết bị do bộ phận nghiên cứu và phát triển Vinh Mỹ thực hiện phần nào gián tiếp giúp các spa thu hút khách hàng, gia tăng uy tín và tối đa hóa lợi nhuận vô cùng hiệu quả. Đầu tư cho hoạt động, nghiên cứu và phát triển mất khá nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc. Nhưng với cái tâm và trách nhiệm của một doanh nghiệp phân phối sản phẩm, máy móc tác động trực tiếp lên cơ thể con người, Vinh Mỹ cam kết sẽ tiếp tục triển khai và phát triển bộ phận này. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành và tín nhiệm Vinh Mỹ trong suốt thời gian qua.